Ta bắt đầu. Bài thi số 1. Rồi có câu nào khó không? Cũng dễ kìa. Rồi câu đầu tiên ta bấm máy luôn ha. 6 nhân căn của 4,9 nhân 5. Ở dưới là 3 nhân 6 ha. Bằng 7 kìa. Rồi cái vẽ hình ra bài toán hệ thức lượng rồi chứ có gì đâu. ABC đường cao AH chia ở dưới thành 2 và 8. Vậy AH là bằng AH bình sẽ bằng 2 nhân 8 là 16. AH sẽ bằng 4. Tam giác vuông AH nhân BC sẽ bằng AC nhân AB, vậy là bằng 40. Dễ quá. Cái này ta ứng máy luôn cho rồi. 121 trên 36 nhân cho 25 phần 144 rồi lấy căn nhân 72 bằng 55 nha. Dưới này nếu là thi học sinh giỏi thì các em đừng có bấm máy nha, các em giải bằng biến đổi đàng hoàng á, cứ bấm máy là nó ra kết quả luôn, là nó thui chột dần khả năng suy nghĩ của mình. Vòng 4 không phủ nhận được là máy tính nó giúp mình rất là đắc lực ha. X bằng 1 thì tính tay ở đây luôn cũng được nè. Trừ 2 trừ 1 trừ 1 là thành trừ 4, cộng 4 là bằng 0. Rồi bài này, bài này thì nó sẽ ra là thầy giải bên cạnh ha. Bài này cũng hơi khó một tí rồi, không khó lắm đâu. Giá trị tuyệt đối của x, căn x bình là giá trị tuyệt đối của x đó, bằng 2x cộng 5 đó. Rồi cái này mình giải theo kiến thức lớp 8 à. Nếu x không ăn, nếu x không ăn thì ta suy ra là x bằng 2x cộng 5. Từ đây suy ra tiếp là x sẽ bằng trừ 5. X bằng 2x cộng 5 là x sẽ bằng trừ 5, làm loại không ăn mới lấy mà. Rồi tiếp tục x âm thì sao? X âm thì phá giá trị tuyệt đối ra, nó sẽ ra là âm x bằng 2x cộng 5. Từ đây các em suy ra x sẽ bằng phân số là 3x sẽ bằng âm 5, vậy là âm 5 phần 3. Từ đây các em suy ra 3x sẽ bằng âm 5. Dưới này biến đổi hoặc dùng tay, dùng máy tính tay luôn. Hai cái bài này thì kem dùng máy tính tính luôn hoặc là biến đổi tùy cái. Một trên một trừ căn a trừ cho phân số một trên một cộng căn a một trừ phân số một trên căn a
bằng 1 phần 9. Trừ 3 phần 2. Nhập kết quả là số thập phân. Trừ 1,5 lên. Câu 10, tìm nghiệm nguyên dương. Nhìn vô là em thấy cái mùi giải phương trình tích rồi. Lấy x trừ 2 là làm nhân tử, điểm chung, nhân tử chung. Ở trong sẽ còn gì? Ở trong sẽ còn x bình trừ x và trừ cho 2x trừ 1 và 0. Vậy từ đây các em suy ra là hai bài toán con x trừ 2 bằng 0, giải này bằng 0, x bình trừ x trừ 2x cộng 1 mà x bình trừ x trừ 2x cộng 1 là x bình trừ 3x cộng 1. Ở trên là x bằng 2, vậy các em có thể thấy nghiệm nguyên là bằng 2 rồi đó. Còn phương trình dưới thì vô nghiệm nhé. Phương trình dưới là vô nghiệm. Để chứng minh vô nghiệm luôn ha. Các em sẽ biến cái x bình trừ 3x là thành gì? Thành x trừ cho 3 phần 2. Bình x bình này, trừ 3x này 9/4 à, có nghiệm nhưng mà không có nguyên nữa. Nghiệm mà không phải số nguyên ha, bằng trừ 1 cộng cho 9/4. X bằng 2 là nghiệm nguyên, còn dưới này nó ra nghiệm vô tỷ rồi. Nghiệm vô tỷ ha. Nghiệm vô tỷ tức là không phải số nguyên mà. Thì lấy x bằng 2 thôi. Ở đây nó ra nghiệm bằng dính căn tùm lum đó. Rồi ta nộp bài thôi. Chọn các ô tăng dần. Đây gặp nhiều câu lạ. Giờ mấy câu dễ em làm trước đi. Trừ 4 là không phải tính ghi lại nè. 3 cộng căn 3, 3 trừ căn 3 là thành 9, trừ 3 là thành 6 nè. Hàng đẳng cấp số 3. Rồi, cái phương trình này. Căn x bình trừ 4x và x trừ 2 tất cả bình đó là bằng 8. Từ đây các em suy ra là giá trị tuyệt đối của x trừ 2 bằng 8. Giải cái này các em sẽ suy ra là một cái x bằng 10 và một cái x bằng trừ 6. Lấy số dương là số 10.
Bài này ta dùng bất ổn thức Cauchy ha, nó sẽ ra chín, nó sẽ ra chín đó, hoặc là biến đổi đại số bình thường nó cũng ra chín, chứ không cũng không cần dùng bất ổn thức Cauchy đâu các. Giờ mấy bài dễ thầy hướng dẫn làm trước rồi ha. Giá trị lớn nhất của YouTube này dùng máy tính luôn. Rồi, giá trị lớn nhất của nó là bằng âm 120 ha. Âm 120. Tại sao vậy? Cái biến đổi biểu thức này, biến đổi biểu thức này nó sẽ ra là trừ mở ngoặc x trừ 1 tất cả bình cộng cho âm 120, và cái này nó sẽ nhỏ hơn hoặc bằng âm 120. Biểu thức này tính ra thôi, em tự tính nha, rút gọn sau nó bằng 8. Đây mấy bài này mới khó nè. Rồi may quá các em, thầy giải cái nick thứ hai các em mới gặp được mấy câu này không nè, cũng mệt đó. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức này là đạt được lúc x bằng 0, mà lúc x bằng 0 thì biểu thức này sẽ là âm 199. Rồi giờ tôi giải bài trên này trước đi ha, coi thời gian còn nhiều không. Ôi trời, còn quá nhiều. Rồi bài này kem lấy x nhân với x cộng 3 với x cộng 1 nhân với lại x cộng 2. Đó. Thì nó sẽ bằng gì? X bình cộng 3x. Rồi x bình 3x cộng 2. Rồi tiếp tục chế biến tiếp. Này thì cộng 1 trừ 1 chả chết ai cả, bằng như cũ. Còn 2 là cộng 1 cộng 1. Vậy giờ các em thấy nó bằng nè, nó là hàng đẳng thức rồi đó. Nó sẽ bằng gì? A bình trừ B bình. Vậy cái này lớn hơn bằng âm 1 nha. Trừ 1. Giá trị nhỏ nhất là bằng trừ 1. Rồi tiếp tục thì giải chỗ này. Tìm A, D, C chia hết cho D. Nhìn vô là nhẩm được luôn rồi các em. A nó sẽ bằng trừ 16. Đó là cảm giác thôi. Còn tại sao lại như vậy? C chia hết cho D, tức là C bằng D nhân với một đa thức. Đúng không? C ở đây là x mũ 4 cộng A. Còn D là x mũ 2 cộng 4.
Như vậy biểu thức E phải có dạng là x bình cộng cho bx cộng c. Chúng ta dùng phương pháp hệ số bất định nha. Dùng phương pháp hệ số bất định nè. Rồi ta khai triển ra. X bình nhân x bình là thành x mũ 4 cộng bx mũ 3 cộng cx bình. Cộng 4x bình. Cộng 4bx. Cộng 4c. Rồi, mũ 4, mũ 3 và mũ 2 thầy rút nhân tử chung nè. Bằng c cộng 4 ha. Rồi bây giờ thì đồng nhất cái hai cái đa thức này với nhau, đồng nhất hệ số nên nằm trong đội tuyển bồi dưỡng em sẽ biết ha. Vậy b bắt buộc phải bằng không, bởi vì b này không có x mũ 3, vậy b phải bằng không để nó triệt tiêu. Rồi c thì phải bằng trừ 4 để c cộng 4 bằng không đó. Tại vì bên này đâu có x mũ 2 đâu. Đây, các em không hiểu nữa thì thầy làm cho hiểu nè. X mũ 4 thầy ghi cộng cho 0x mũ 3 cộng cho 0x bình phương cộng cho 0x cộng A. Đó. Hai đa thức này nó đồng nhất với nhau. Vậy là 1 với 1 là què rồi nè. Vậy là B phải bằng 0. Rồi C cộng 4 phải bằng 0, vậy C phải bằng trừ 4, không? Rồi B bằng 0 khớp rồi. Rồi A sẽ phải bằng 4C. Đúng không? Vậy cuối cùng các em suy ra A sẽ bằng trừ 16, đúng như cái nãy thầy đoán đó. Hồi nãy tại sao thầy đoán trừ 16? Bởi vì nó có hàng đẳng thức. X mũ 4 trừ 16 là bằng x bình cộng 4, nhưng x bình trừ 4 là nó chia hết x bình cộng 4 đó. Rồi như vậy chỗ đó bằng trừ 16 à. Cái này dùng bất đẳng thức Bunyakovsky nè. À, ở trên cái kênh của thầy nó có một cái loạt chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi cấp huyện cấp tỉnh mà có cái chuyên đề Bunyakovsky, các em có thể lên em xem này cũng được. Rồi bây giờ thầy hướng dẫn cái bài này nha. Bất đẳng thức Bunyakovsky với ba số là AX, BY cộng CZ. Tất cả bình nó sẽ luôn luôn nhỏ hơn bằng A bình cộng B bình cộng C bình nhân cho X bình cộng Y bình và cộng cho Z bình. Đó. Cái này trong chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi các em sẽ biết ha. Giờ thầy áp dụng vô bài này với X
AZ AX cộng B cộng CZ XYZ thì cho bằng 1 đi. Vậy là thầy sẽ có cái này. Là A XYZ bằng 1 thì này thành 1 bình cộng 1 bình cộng 1 bình à. Từ đây cái em suy ra là gì? ABC cộng lại 3 phần 2. Như vậy bên này là 9 phần 4 nhỏ bằng 1 cộng 1 cộng 1 là 3. 3 lần này. Như vậy suy ra là A bình cộng B bình cộng C bình sẽ lớn hơn 1 bằng 3 phần 4. Tức là giá trị nhỏ nhất của nó sẽ bằng 3 phần 4 đó, là 0,75 ha. Đây là 0,75. Rồi giờ chọn số nhỏ nhất là âm 120. À lộn lộn, số nhỏ nhất là âm âm 199 nhé. Đây em. Rồi mới tới âm 120. Rồi tới âm 16. Rồi tới âm 4. Rồi tới âm 1. Rồi bắt đầu tới số dương 0,75. 6. 8, 9, 10. 8, 9 và 10. Cũng hơi hơi khó đúng không? Bài 3, không biết có gì khó hơn không? Khẳng định nào sai? Này đúng rồi. Này đúng luôn. Này đúng luôn. X lớn hơn 5 thì mẫu dương, tử âm mẫu dương thì cái phân số trong căn là âm. Làm sao xác định được cái này sai? Này đúng. Này phá ra vế phải bằng vế trái đúng. Cái này đúng luôn. Cái này sai rồi. 2 là căn 4. Căn 4 trừ căn 6 là âm. Âm thì làm sao bằng bên này được? Bên dương bên âm sẽ bằng nhau được. Để khai triển ra thôi em. À hàng đứng thức nè. A cộng B tất cả bình nè. Vậy là bằng 5x cộng 4 cộng 1 cộng trừ 5x tất cả bình lên là bằng 5 bình là 25. Chả gặp con nào khó nữa nhỉ. Để dùng hạn thức của cái này toán lớp 8 rồi đó. Hạn thức số 3 thôi. A bình trừ B bình thì nó sẽ bằng A cộng B, tức là n cộng 7 cộng n trừ 5. A trừ B là n cộng 7 trừ n cộng 5.
Vậy nó sẽ bằng là 2n cộng 2 nhân cho 12. Đó, nó ra cái này. Cái này thì luôn luôn chia hết cho 6. À, rút số 2 ra nữa. Rút 2 làm nhân tử chung nữa. Là thành 24n cộng 1. 24n cộng 1 thì luôn luôn chia hết cho 24. À, nhưng mà cẩn thận nè, người ta kêu là chọn phát biểu không đúng. Đưa 8 vô là đúng nè, đưa 24 vô cũng đúng nè, đưa 6 vô cũng đúng nè, và đưa 16 vô là thành không đúng à. Người ta kêu không chia hết mà, mình là đưa mấy số chia hết vô là mình thôi ha. Rồi như vậy chúng ta lại hoàn thành bài thi với số điểm tối đa ha. Rồi chào tạm biệt các em. Nhớ chia sẻ rộng rãi ha.